Apple mở khóa iPhone của kẻ sát nhân trong vụ xả súng hồi tháng 12 năm 2019. Cách đây vài năm, Apple từng từ chối yêu cầu của FBI về việc mở khóa iPhone của nghi phạm xả súng khiến hàng chục người chết tại San Bernardino, California hồi năm 2015. Nhưng giờ đây, FBI lại một lần nữa nhờ cậy đến Apple và cũng liên quan đến một vụ án mạng khác. Lần này FBI yêu cầu Apple mở khóa hai chiếc iPhone thuộc sở hữu của Mohammed Saed Ansamrani, kẻ đã giết ba người tại trạm không quân hải quân ở Florida hồi tháng 12 năm 2019 theo cnbc fbi đã gửi thư cho luật sư của apple và nói rằng họ đã xin phép tòa án có quyền tiếp cận thông tin trong chiếc điện thoại của kẻ phạm tội tuy nhiên phía fbi cho biết cả hai chiếc iphone của kẻ sát nhân đều có mật khẩu và họ cần tới sự trợ giúp của apple để truy cập thông tin bên trong máy tất nhiên phía fbi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba nhưng tổ chức này đã không chọn làm như vậy vì tôn trọng công ty sản xuất ra iphone nhưng sau đó fbi đã đưa apple ra tòa chỉ vì táo khuyết từ chối mở khóa iphone của kẻ sát nhân trong vụ san bernardino chỉ sau khi tìm được phía trợ giúp truy cập vào iPhone trong vụ San Bernardino, FBI mới rút đơn kiện Apple.